Lấy cái ấy che mắt bạn lại vậy anh? Chói mắt hay là sao? Dám xích lên trên đi. Dám lệch này chứ. Thế em chưa có xài cọt không ta? Lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ. Mấy năm rồi? Như là 2 năm. Ngừng thì nó làm sao? Dạ. Ngừng thì nó làm sao? Ngừng nó lên thế. Một thời gian á. Nó đẹp được một thời gian á. Ừ. Là em ngừng 2 năm rồi á? Dạ. Da em như nhìn cọc nặng lắm lâu nè. Mụn đi hoài. Hồi trước em đâu có tự ý xài đâu, em đi spa. Tại spa hả? Ừ, spa đưa cho em xài à. Cứ em đi em tin tưởng thôi. Ai ngờ em bị người ta ghẹp. Giờ sẽ bán xài ấy. Xài đấy thì nó nhanh đẹp mà. Thank you.
Mua để tủ á. Mua lần 6-7 cái để trong tủ chơi vậy thôi. Đi ra ngoài mượn túi người ta đi. Không ngờ chị là vậy luôn đó chị. Làm gì để nó mới nở. Ờ thật luôn á. Nó mua một lần 6 cái túi mua sỉ luôn mà. Mua túi về xài mua sỉ. Xong rồi đi chơi thì mượn túi người khác đi. Để tủ khóa lại chơi vậy. Chắc bữa sau mua cho chị ăn cái tủ kính về trưng bày túi. Chị ăn hết cho em một cái cả luôn. Để em xài tủ cho. Lựa đi. Ok chị, em cảm ơn. Rồi như đó đấy.
Một em lấy mệt nghỉ luôn. Cứ đi chị đi chứ. Ừ, đi chứ. Lấy mày phát chán luôn.